các tín đồ yêu công nghệ. Như các bạn đã biết, thị trường điện thoại Trung Quốc đang ngày càng một phát triển, lấy lòng nhiều người hâm mộ bởi những sản phẩm giá rẻ mà đi kèm cấu hình ngon, bổ. Hãng Xiaomi là một ví dụ điển hình cho những chiếc smartphone ngon rẻ nhưng phó mặc Xiaomi giá rẻ, thì hai siêu phẩm là LG G3 và HTC One M8 cũ, Zin, vẫn thu hút khách cháy hàng. Xiaomi là hãng điện thoại nổi tiếng tại Trung Quốc bởi những mẫu smartphone ngon bổ và giá cực kỳ sinh viên. Hãng ngày một khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Xiaomi cập nhật nhu cầu chung của người tiêu dùng và sản xuất ra những mẫu điện thoại với cấu hình ngon, trải nghiệm tốt, đi kèm mức giá rất rẻ. Đánh đúng vào tâm lý người tiêu dùng như sản phẩm Mi 4, sở hữu con chip Qualcomm S810, dung nhịp 2.5GHz, RAM 3GB, màn hình Full HD, đi kèm camera 13MP, mà giá lại cực kỳ rẻ, chỉ khoảng 2,7 triệu đồng. Nhưng không phải hầu hết mọi người đều thích những sản phẩm đến từ hãng Xiaomi. Một bộ phận người dùng vẫn đang lùng sục tìm mua LG G3 hay HTC One M8 cũ, Zin trên thị trường. Tại sao mọi người lại không mua những sản phẩm mới cứng 100%, đi kèm mức giá cực rẻ như Mi 4 của Xiaomi, mà lại đi tìm mua hàng cũ, Zin đến từ HTC và LG? Chắc hẳn là họ có lý do của mình. Bây giờ đi review và các bạn hãy cùng xem những điểm mạnh nổi trội của hai chú dế này, xem có điều gì mà cuốn hút các tín đồ công nghệ như vậy nhé. LG G3 sở hữu màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K siêu nét, mật độ điểm ảnh lên đến 538 ppi cùng tấm nền LCD IPS cho màu sắc hiển thị chân thực. Máy sở hữu chip S801 4x của Qualcomm, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chip xử lý đồ họa GPU Adreno 330, giúp chạy đa nhiệm mượt mà, trải nghiệm tốt, chơi mọi game khủng hiện nay. Camera 13MP có hỗ trợ khả năng lấy nét bằng laser, tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS. G3 đã có bước đột phá về camera của LG. Ngoài ra, máy còn sở hữu pin dung lượng 3000 mAh cho thời gian hoạt động ấn tượng và hỗ trợ sạc không dây chuẩn QI. LG G3 với những mặt mạnh nổi bật như màn hình đẹp, RAM 3GB khủng, camera lấy nét laser và pin trâu là sản phẩm không thể bỏ qua. HTC One M8 sở hữu thiết kế sang trọng, đẳng cấp với vỏ kim loại nguyên khối bao hết cả viền máy. Màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD cho khả năng hiển thị ấn tượng cùng độ tương phản cao, góc nhìn rộng. M8 được trang bị chip S801 4x của Qualcomm, RAM 2GB, bộ trong 32GB, pin dung lượng 2600 mAh, đem lại trải nghiệm tốt trong công việc lẫn giải trí. Kết hợp với giao diện HTC Sense mượt mà, đẹp, phần mềm tối ưu, camera sau Ultra Pixel với kích thước cảm biến lớn đem đến những bức hình đẹp ngay trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra còn hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 2.0 của Qualcomm. HTC One M8 là một sản phẩm phù hợp với công việc lẫn giải trí cùng thiết kế đẹp, cao cấp, giao diện mượt mà, phần mềm tối ưu. Đây là một sản phẩm đáng để sở hữu. Nhìn chung, HTC One M8 và LG G3 đều là những sản phẩm cực kỳ ngon và bổ dưỡng dành cho các tín đồ yêu công nghệ. Có các điểm mạnh của hai chú dế này thì chắc chắn các bạn cũng đã hiểu tại sao một bộ phận người tiêu dùng phó mặc Xiaomi giá rẻ và đi tìm mua hai chú dế cũ Zin này rồi đúng không? Hiện tại hai sản phẩm này đều được bán với mức giá ưu đãi chỉ 3.090.000 tại Diệu Thông Minh, cùng với rất nhiều quà khuyến mại hấp dẫn như tặng sạc, cáp chính hãng, miếng dán màn hình hay ốp lưng thời trang. Đặc biệt, mình có một lưu ý dành cho các tín đồ yêu công nghệ khi sản phẩm M8 hay G3 cũng cực kỳ nhiều hàng dựng, hàng thay vỏ kém chất lượng. Để đảm bảo chất lượng, bảo hành tốt thì các bạn có thể qua các hệ thống của Diệu Thông Minh. Bên mình đảm bảo đem đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, nói không với hàng dựng, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Để được tư vấn và trải nghiệm, các bạn có thể đến các hệ thống của Diệu Thông Minh trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.